Câu chuyện Công chúa Arin. Ngày xưa, ở trong vương quốc dưới đại dương thần bí của Atlantica, có một nàng tiên cá tên là Arin. Khác biệt so với câu chuyện cổ tích, Arin không chỉ là công chúa tiên cá mà còn là một nhà thám hiểm tò mò, luôn khao khát khám phá các vùng đại dương mới. Một ngày nọ, khi Arin đang khám phá một rừng san hô ẩn mình, cô tình cờ phát hiện một cổng kỳ bí dưới đáy biển. Không thể kiềm chế được sự tò mò, Arin bơi qua cổng phát sáng, và đột nhiên, cô nhận ra mình đã đến một thế giới dưới biển mới hoàn toàn. Trước mắt cô là những màu sắc rực rỡ, viên ngọc lấp lánh và những sinh vật biển biết nói. Arin nhanh chóng gặp gỡ một chú rùa biển hóa thân thành trí tuệ có tên là Tu Quy, người giải thích rằng cô đã bước vào vương quốc Aquarin kỳ diệu, một nơi mà tiên cá, sinh vật biển và những hình thức được phù phép từ nhiều chiều không gian dưới biển sống chung một nơi. Cư dân của Aquarin nổi tiếng với tình yêu thích kể chuyện và luôn sẵn lòng chào đón những du khách bằng sự nồng nhiệt. Trong Aquarin, Arin kết bạn với một chú ngựa biển nghịch ngợm tên là Búp Bờ và một con sứa dễ thương tên là Lumina. Cùng nhau, họ bắt đầu những cuộc phiêu lưu thú vị, từ các cuộc đua dưới biển hấp dẫn đến việc khám phá hang động ẩn chứa những kho báu lấp lánh. Câu chuyện về cuộc sống ở Atlantica của Arin đã làm cho cư dân Aquarin say mê, và họ, lần lượt, chia sẻ những câu chuyện kỳ diệu về những điều kỳ thú dưới đại dương. Những ngày trôi qua, Arin khám phá rằng Aquarin không chỉ là một nơi đầy niềm vui mà còn là một vương quốc đang đối mặt với thách thức bí ẩn. Rồng biển bóng tối, một sinh vật đen tối và tăm tối, tìm cách phá hủy hòa bình tại Aquarin. Nàng tiên cá Arin cùng đồng đội quyết định đối mặt với thách thức này và bảo vệ vương quốc mới của mình. Theo lời kể của Tu Quy, để đánh bại rồng biển bóng tối, Arin và nhóm của cô cần tìm kiếm những đồ vật phép thuật bị mất tích từ thời xa xưa. Chúng được cho là giữa những hang động sâu thẳm và rừng tảo đặc biệt, nơi mà nguyên nhân vụ án mất tích của các đồ vật quý giá này vẫn là một ẩn số. Cuộc phiêu lưu mới của Arin và đồng đội bắt đầu. Họ đã bơi qua rừng tảo nổi tiếng nhất với những sinh vật sáng bóng và cây cỏ biolin lấp lánh. Trong hành trình, họ gặp gỡ những loài cá kỳ lạ có khả năng phun nước như pháo hoa và thậm chí làm những cuộc triển lãm nghệ thuật dưới nước. Búp Bờ, chú ngựa biển nghịch ngợm, đã dễ dàng kết nối với bọn trẻ và cùng nhau tạo nên những điều phiêu lưu đầy thú vị. Khi họ tiến sâu vào hang động, họ phát hiện ra rằng những đồ vật phép thuật đã bị mất tích không chỉ là chìa khóa cho việc đánh bại rồng biển bóng tối mà còn chứa đựng sức mạnh kỳ diệu có thể làm mới lại Aquarin và ngăn chặn sự xâm lược của rồng. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm, bao gồm những cấp độ hang động nguy hiểm và bí mật của những sinh vật sống trong bóng tối. Trong chuyến phiêu lưu, Arin và nhóm của cô đã phải vượt qua những thử thách ngày càng phức tạp. Họ tiếp cận một hồ nước thần bí được bảo vệ bởi những chú cá sấu khổng lồ, nơi chứa giấc mơ và ước mơ của tất cả các sinh vật dưới biển. Để có được đồ vật phép thuật, họ phải thách thức bản thân mình trong một thử thách đặc biệt, biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải đối mặt với những nỗi sợ hãi và thách thức cá nhân. Búp Bờ, ngựa biển nghịch ngợm, phải chiến đấu với sự ngần ngại của mình để trở thành một ngựa biển hùng mạnh. Trong khi Lumina, chú sứa dễ thương, phải vượt qua sự sợ hãi của mình đối với bóng tối để sáng tạo những tia sáng tốt lành. Arin, với niềm tin vào tình bạn và lòng dũng cảm, đã giúp mọi người vượt qua thử thách của hồ nước thần bí. Bằng cách nào đó, mỗi thành viên trong nhóm đã tìm thấy sức mạnh bên trong mình và giành được một đồ vật phép thuật quan trọng. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục hành trình, nhóm bắt gặp một cuộc gặp với hội đồng cổ vũ của Aquarin, một nhóm các tiên cá có sức mạnh và sự khôn ngoan lớn. Họ chỉ ra rằng để kích hoạt sức mạnh đúng đắn của đồ vật phép thuật, Arin và đồng đội cần phải tìm ra câu chuyện cổ tích lâu đời nhất về lòng dũng cảm và tình bạn. Một câu chuyện đã bị lãng quên từ lâu, nhóm tiến về phía vùng biển cổ xưa, nơi chứa đựng bí mật của câu chuyện cổ tích quan trọng này. Điều gì đang chờ đợi họ ở đó? Và liệu họ có thể kịp thời kích hoạt sức mạnh và đánh bại rồng biển bóng tối, giữ vững hòa bình cho Aquarin dưới đại dương sâu thẳm? Nhóm của Arin đã tiếp tục hành trình đến vùng biển cổ xưa, nơi câu chuyện cổ tích quan trọng được giấu kín. Họ đến được một ngôi đền lạ lùng,
nơi những tấm bức tranh dưới nước tái hiện lại những cảnh huyền bí của câu chuyện cổ tích đã mất tích. Để kích hoạt sức mạnh của đồ vật phép thuật, họ phải hồi sinh câu chuyện này từ những hình ảnh và ký ức lạc quan. Mỗi thành viên của nhóm đã đóng góp một phần của mình để tái tạo câu chuyện cổ tích. Arin kể về lòng dũng cảm khi cô quyết định rời xa Atlantica để khám phá thế giới mới. Booker và Lumina chia sẻ về tình bạn và sự hòa hợp trong nhóm, trong khi Tuqi đưa vào câu chuyện sự trí tuệ và sự hiểu biết của mình. Khi câu chuyện được hoàn thành, một ánh sáng màu biển phát sáng từ ngôi đền, làm rõ ràng bức tranh dưới nước và đưa đồ vật phép thuật trở lại. Tuy nhiên, trước khi họ có thể ăn mừng, rồng biển bóng tối và bọn lính đánh thuê của nó xuất hiện, muốn lợi dụng sức mạnh này để thống trị Aquarin. Một cuộc chiến hấp dẫn nổ ra. Arin và nhóm của cô dũng cảm chiến đấu với rồng biển bóng tối và bọn lính đánh thuê, sử dụng sức mạnh mới đạt được từ đồ vật phép thuật. Booker nảy múa quanh đối thủ, tạo ra những làn sóng nước mạnh mẽ, trong khi Lumina tạo ra ánh sáng chói lọi để làm mất tập trung đối thủ. Tuy nhiên, rồng biển bóng tối không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Nó thể hiện sức mạnh khủng khiếp và phun ra những cơn bóng tối nguy hiểm. Cả nhóm phải hợp tác chặt chẽ và sử dụng sức mạnh của tình bạn để đối mặt với thách thức. Trong một khoảnh khắc quyết định, Arin và Tuqi kết hợp sức mạnh của họ để tạo ra một vụ nổ phép thuật, làm yếu đối thủ và tạo ra cơ hội cuối cùng để đánh bại rồng biển bóng tối. Khi rồng biển bóng tối bị đánh bại và biến mất, Aquarin trở lại với sự yên bình và hòa bình. Những ngày dài sau đó, Arin và nhóm của cô tiếp tục khám phá những vùng đại dương mới, chia sẻ những câu chuyện kỳ diệu và làm cho Aquarin trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Sau chiến thắng trước rồng biển bóng tối, Arin và đồng đội của cô trở nên nổi tiếng khắp Aquarin. Những câu chuyện về họ lan tỏa như sóng biển, thu hút sự chú ý của nhiều vùng biển khác nhau. Mọi người đến từ những nơi xa xôi để nghe kể về những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc và kỳ diệu của nhóm. Trong một ngày đẹp trời, một đại diện của Vương quốc Biển Đỏ tên là Coraline đến Aquarin với một yêu cầu cầu cứu. Vùng biển của họ đang gặp phải một đợt lũ lụt kỳ lạ và các loài cá đang mất hết nhà cửa. Coraline tin rằng sức mạnh của Arin và nhóm có thể giúp họ giải cứu vùng biển của mình. Arin không kìm được lòng nhân ái, quyết định dẫn đường cho Coraline và đồng đội của cô đến Biển Đỏ. Tại đó, họ phải đối mặt với một thử thách mới. Cây cầu Coralum, một ngọn cầu lớn làm từ những cành san hô rối bời, nối liền Biển Đỏ và những vùng biển lân cận. Tuy nhiên, cây cầu đã bị hỏng hóc bởi những đợt sóng mạnh và họ cần phải sửa chữa nó để tiếp tục hành trình. Người là người giữ chìa khóa của cây cầu Coralum. Để lấy chìa khóa, nhóm của Arin phải tham gia một thách thức về sự thông minh và sức mạnh. Nhưng liệu họ có thể đánh bại được sư tử biển với trí óc thông minh và sự tinh nghịch của mình? Với sự hợp tác và sáng tạo, nhóm của Arin vượt qua được thách thức và mở khóa cây cầu. Biển Đỏ đã được kết nối lại với những vùng biển khác, mang lại hòa bình và thịnh vượng. Coraline và cư dân của Biển Đỏ biểu diễn một buổi lễ tạ ơn cho sự giúp đỡ của Arin và nhóm, nhưng chuyến phiêu lưu của họ vẫn chưa dừng lại. Một ngày, khi đang trở về Aquarin, họ phát hiện ra một cánh cổng thần bí mở ra một thế giới dưới biển hoàn toàn mới, hứa hẹn những thách thức và bí mật mới. Arin và đồng đội của cô quyết định chạm đến sự mới mẻ, bí ẩn và hòa mình vào cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ. Nhóm của Arin bơi qua cánh cổng thần bí và bắt đầu chìm sâu vào thế giới mới dưới đại dương. Họ nhận ra rằng họ đã đến vương quốc Sevaria, nơi nổi tiếng với những cảnh đẹp kỳ diệu và bí mật của nền văn hóa dưới biển. Sevaria không giống như bất cứ nơi nào họ từng thăm qua. Nó tự hào với những cấu trúc kiến trúc tinh xảo, những người dân vui vẻ và những loài sinh vật dưới biển lạ mắt mà nhóm chưa từng gặp. Các tiên cá ở đây đều có đặc tính đặc biệt, từ những chiếc đuôi sáng lấp lánh đến những đám mây biển di động khi họ bơi qua. Tại Sevaria, nhóm Arin được chào đón như những anh hùng. Những câu chuyện về chiến thắng của họ trước rồng biển bóng tối và việc sửa chữa cây cầu Coralum đã khiến cho mọi người hết sức kính trọng. Sevaria đang phải đối mặt với vấn đề mới, một bảo tàng chứa những vật phẩm quý giá bị đánh cắp và biến mất.
Đứng đầu bảo tàng là nữ hoàng Coralia, một vị quân chúa tài năng và tôn kính. Coralia cầu xin sự giúp đỡ của Arin và đồng đội để tìm ra tội phạm và phục hồi những hiện vật đã mất. Nhóm đồng ý không do dự và bắt đầu cuộc điều tra. Họ sớm nhận ra rằng những chiếc trai hổ vàng, biểu tượng của Severia, được chìm sâu dưới đáy biển, nơi mà có một hầm lạ mắt nằm. Hầm này đưa họ đến một thành phố cổ kính bên dưới Severia, nơi có một nhóm tội phạm biển tên là Bóng Biển. Điều này làm tăng thêm sự phức tạp cho cuộc điều tra, vì Bóng Biển có những kỹ thuật độc đáo và mưu mẹo khó lường. Arin, Búp Bờ, Lumina và Tu Quy phải tận dụng mọi tài năng và sức mạnh để điều tra và giải quyết bí ẩn xung quanh việc đánh cắp và biến mất tài sản quý giá của Severia. Trong khi họ đi sâu vào lòng đất dưới đại dương, họ phát hiện ra rằng Bóng Biển có một lãnh địa ẩn tàng chứa đựng nhiều điều bí ẩn và thách thức mới, những cuộc đối đầu, kịch tính và những phát hiện mới đang chờ đợi nhóm Arin khi họ tiếp tục hành trình qua vương quốc Severia để đưa ra ánh sáng sự thật và khôi phục bảo tàng với những kho báu vô song. Nhóm Arin tiếp tục theo đuổi dấu vết của Bóng Biển trong lòng đất dưới đại dương. Họ bước vào một thế giới đầy ắp những hầm ngục và hầm mộ cổ xưa. Mỗi con đường đều dẫn đến những bí mật và thách thức mới. Trong một phòng ngục bí mật, nhóm phát hiện ra một bảo vật bị mất tích quan trọng của Severia, là hòn ngọc Lư Hương, nguồn sức mạnh mà nữ hoàng Coralia sử dụng để bảo vệ vương quốc. Nhưng trước khi họ có thể giữ chặt hòn ngọc, Bóng Biển xuất hiện, dẫn đầu bởi một nhân vật bí ẩn có tên là Đô Đốc Umra, một tên trùng tội phạm biển đầy mưu mẹo và khôn ngoan. Đô Đốc Umra tiết lộ rằng ông ta đã lấy cắp hòn ngọc Lư Hương không chỉ để làm giàu mình, mà còn để tận dụng sức mạnh của nó để kiểm soát những khu vực dưới đại dương khác. Trước sự mạnh mẽ và sáng tạo của nhóm, Umra mở cánh cửa của thế giới dưới đại dương để họ có thể thấy những nguy cơ mà hòn ngọc Lư Hương có thể mang lại. Tận mắt chứng kiến những khả năng tai hại của Umra, nhóm Arin hiểu rằng họ phải ngăn chặn ông ta trước khi hòn ngọc Lư Hương bị sử dụng vào mục đích xấu xa. Họ bắt đầu cuộc đua với thời gian để cứu vương quốc Severia và ngăn chặn Đô Đốc Umra khỏi việc biến đổi thế giới dưới đại dương. Cuộc phiêu lưu đưa họ qua những thử thách nguy hiểm và bí mật đen tối. Tại một lâu đài tận cùng đáy biển, họ phải vượt qua những cánh cổng ma thuật và giải quyết các câu đố phức tạp để tiến sâu vào lãnh địa của Umra. Trong khi đó, Umra không ngừng tìm cách ngăn chặn họ, sử dụng mọi thủ đoạn và quyền lực để bảo vệ kế hoạch của mình. Nhóm Arin đối mặt với những quyết định khó khăn và những lựa chọn mang tính quyết định, khi họ phải đối đầu với những thách thức tâm lý và đạo đức. Sự đoàn kết và lòng dũng cảm của họ được thử thách mỗi khi họ tiến về phía cuộc chiến cuối cùng trước mặt Đô Đốc Umra. Tại một khu vực dưới đại dương không gian hữu hạn mà ông ta kiểm soát, cuộc chiến giữa nhóm Arin và Đô Đốc Umra trở nên kịch tính và căng thẳng, với những pha hành động ngoạn mục và sự xuất hiện của những sức mạnh đặc biệt từ hòn ngọc Lư Hương. Nhưng liệu sức mạnh của tình bạn và lòng dũng cảm có đủ để đánh bại Đô Đốc Umra và bảo vệ Severia khỏi sự đe dọa của ông ta? Với mọi nỗ lực, nhóm Arin cuối cùng đã đánh bại Đô Đốc Umra trong cuộc chiến ác liệt tại lãnh địa đen tối dưới đáy biển. Hòn ngọc Lư Hương được trả lại vị trí của nó. Và một ánh sáng khắp vương quốc Severia bắt đầu hồi sinh. Mọi thứ trở nên sống động và tràn đầy năng lượng tích cực khi nhóm quay trở lại thành phố. Nữ hoàng Coralia đưa ra lời cảm ơn sâu sắc và trao cho nhóm những vương miện danh dự. Arin, Búp Bờ, Lumina và Tu Quy nhận ra rằng không chỉ vì họ, mà còn vì tất cả cư dân của Severia và vương quốc dưới đại dương khác, họ đã chiến thắng. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của nhóm vẫn chưa kết thúc. Trong một lễ kỷ niệm lớn, họ bắt gặp một vật thể nổi bật giữa bãi cát. Đó là một chiếc bảo tàng bí ẩn bị chôn vùi, nơi chứa đựng những bí mật từ quá khứ và những kho báu mà Severia không hề biết đến. Cả nhóm quyết định khám phá chiếc bảo tàng này để tìm hiểu về nguồn gốc của nền văn hóa của mình. Bên trong, họ phát hiện ra một cuộc phiêu lưu mới với những bức tranh cổ xưa, tượng đài lịch sử và những cuộc gặp gỡ với những nhân vật huyền thoại dưới đại dương. Câu chuyện về sự hình thành của Severia và những người hùng đầu tiên của nó bắt đầu được hiện lên qua các hiện vật và bảo vật. Trong hành trình mới này, nhóm Arin phải đối mặt với những thử thách khác nhau.
Họ bơi qua rừng san hô thần bí, thám hiểm những hang động sâu thẳm và gặp gỡ những sinh vật kỳ bí. Câu chuyện về quá khứ dần rộng lớn và kích thích tò mò của họ. Nhóm Arin đã học được nhiều bí mật về quá khứ của Sevaria, nhưng họ nhận ra rằng cuộc phiêu lưu này chỉ là khám phá một phần nhỏ của những điều ẩn sau đại dương. Trong khi họ đang tìm kiếm câu trả lời về nguồn gốc của mình, một bóng đen lạ mắt bắt đầu xuất hiện dọc theo con đường của họ. Cả nhóm cảm thấy sự hiện diện của một lực lượng tà ác nằm sâu trong lòng đại dương, và họ quyết định theo đuổi nó để bảo vệ vương quốc của mình. Một vùng biển mới, đầy rẫy những cảnh đẹp huyền bí và những sinh vật lạ lùng mở ra trước mắt họ. Đồng thời, những thử thách khó khăn và những câu đố phức tạp đang chờ đón họ. Trong cuộc hành trình này, nhóm Arin gặp gỡ một nhóm tiên cá cổ xưa, những người giữ chìa khóa của một quyển sách phép thuật có thể mở ra những bí mật của vùng biển bí ẩn này. Tuy nhiên, để có được quyển sách, họ phải vượt qua một loạt các thách thức do những thực thể tinh linh hội tụ, tu quy, với sự thông minh và sự hiểu biết của mình, dẫn dắt nhóm qua một rừng san hô đầy những bí mật được giữ kín. Booper và Lumina phải sử dụng sức mạnh của ánh sáng và âm nhạc để mở khóa những cổ vật khó lẫn trong rừng san hô. Mở ra những đường đi mới, khi họ tiến sâu vào, họ phát hiện một thành phố cổ đại đang lạc quan trong sự tắc nghẽn của thời gian. Đó là Atlantida, một thành phố huyền bí được cho là đã mất tích hàng nghìn năm trước đây. Tại đây, họ gặp một nữ tiên cá tên là Siren, người có khả năng dự đoán tương lai và giữ lấy những bí mật chưa được khám phá về thế giới dưới đại dương. Siren tiết lộ rằng một lực lượng tà ác cổ xưa đang trỗi dậy và muốn xâm chiếm tất cả các vùng biển. Để ngăn chặn họ, nhóm Arin cần tìm ra một nguồn sức mạnh cổ xưa bị mất tích từ Atlantida, vòi sen hủy diệt. Một vật phẩm mà Siren cho biết chỉ có thể được kích hoạt bởi tình yêu thương và lòng dũng cảm chân thật. Họ bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm để tìm kiếm vòi sen hủy diệt, với mục tiêu là ngăn chặn lực lượng tà ác và bảo vệ thế giới dưới đại dương. Nhưng liệu họ có thể đối mặt với những thử thách của đại dương cổ xưa và giành lấy sức mạnh của vòi sen hủy diệt để ngăn chặn họ? Nhóm Arin bắt đầu cuộc hành trình khám phá Atlantida, những con đường hàng ngày của những người tiên cá cổ xưa. Đất đáy biển đầy bí ẩn mở ra trước mắt họ với những kiến trúc tinh tế, các ngôi đền lịch sử và những bảo vật kỳ diệu. Dọc theo đường đi, họ gặp gỡ những người dân của Atlantida, những người đã giữ gìn bí mật về mình suốt hàng ngàn năm. Tại một ngôi đền thần thoại, nhóm Arin phải đối mặt với một thử thách do những thực thể pháp sư nước biển tạo ra. Các mê cung phức tạp và các câu đố phép thuật đặt ra trước mắt họ, và họ phải sử dụng tất cả sức mạnh và sự sáng tạo của mình để vượt qua. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Arin và Tu Quy phát triển sâu sắc hơn khi họ chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm về quá khứ của mình. Tu Quy, với sự hiểu biết và sự trải nghiệm, giúp Arin nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn và cả hai cùng nhau học hỏi từ nhau. Nhóm phát hiện ra một thư viện cổ xưa ẩn sau một lớp rêu dày, nơi chứa đựng tri thức và sự hiểu biết của Atlantida. Họ tìm thấy cuốn sách cổ xưa nhất, nơi kể về sự xuất hiện của lực lượng tà ác mà Siren đã cảnh báo. Từ cuốn sách, họ tìm hiểu về một linh hồn cổ xưa đang định làm cho mọi vùng biển chìm vào bóng tối vĩnh cửu, để tiếp cận vòi sen hủy diệt. Nhóm Arin phải xâm nhập vào Thành Kính Nước, một ngôi đền nằm sâu trong hố đen của đại dương. Tại đây, họ phải đối mặt với thử thách của bóng đêm, nơi mà mọi sự sáng tạo và ánh sáng đều bị triệt hạ. Booper và Lumina phải tận dụng sức mạnh của ánh sáng để xua đuổi bóng tối và mở ra con đường tới vòi sen hủy diệt. Khi họ tiến sâu vào đền, nhóm phát hiện ra rằng họ không cô độc. Đô đốc Umra, người đã bị đánh bại trước đây, đã tái xuất với sức mạnh mới và nguy hiểm hơn. Một cuộc chiến lược chiến tranh nguy hiểm đang đợi họ, và họ phải chứng minh lòng dũng cảm và đoàn kết để đối mặt với mối đe dọa này. Cuộc hành trình đến vòi sen hủy diệt trở thành một cuộc chiến đấu quyết liệt, khi Arin và đồng đội của cô phải đối đầu với cả sự áp đặt của lực lượng tà ác và những thử thách của Thành Kính Nước. Nhưng liệu họ có thể vượt qua được tất cả để kích hoạt vòi sen hủy diệt, giữ vững hòa bình và ánh sáng dưới đại dương?
tại thành kính nước, nhóm Arin phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn và những bí ẩn ẩn sau lớp tối. Họ bước qua các cánh cửa ma thuật, giải quyết các câu đố phức tạp và đối mặt với những thực thể đen tối. Mỗi thử thách đều đòi hỏi sự hợp tác và sự sáng tạo của tất cả. Trong khi đó, Đô đốc Umra và lực lượng tà ác đang tăng cường sức mạnh của họ. Họ quyết tâm ngăn chặn nhóm Arin bước chân vào vòi sen hủy diệt. Cuộc chiến lớn bắt đầu, với những cuộc đối đầu mãnh liệt giữa ánh sáng và bóng tối. Tại trung tâm thành kính nước, nhóm phát hiện ra vòi sen hủy diệt được bảo vệ bởi một linh hồn cổ xưa, là vị thần nước, người đã hy sinh để giữ cho lực lượng tà ác bị giam giữ. Họ nhận ra rằng chỉ có bằng cách kích hoạt sức mạnh của vòi sen hủy diệt mới có thể ngăn chặn lực lượng tà ác và đưa lại hòa bình dưới đại dương. Nhóm Arin, bằng lòng dũng cảm và lòng hy sinh, đồng lòng nhấn chìm hòa mình vào vòi sen hủy diệt. Những sức mạnh lớn lao từ sự hợp nhất của ánh sáng và tình yêu chân thực của họ. Cuộc chiến cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra giữa những con sóng khổng lồ. Với sự rung chuyển đáng kinh ngạc của đại dương, khi vòi sen hủy diệt được kích hoạt, một dòng năng lượng lấp lánh bao phủ toàn bộ vùng biển. Lực lượng tà ác tan biến và bị đầy trở lại nơi chúng thuộc về. Đại dương hồi sinh, rực rỡ với ánh sáng và màu sắc. Cảm giác hòa bình lan tỏa khắp nơi và sự sống trỗi dậy từng ngóc ngách của vùng biển. Nữ hoàng Coralia và nhân dân Sevaria xuất hiện, chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này. Bước ra từ vòi sen hủy diệt, nhóm Arin được chào đón như những anh hùng. Những cảm xúc hạnh phúc và lòng biết ơn lan tỏa. Khi mọi người nhớ mãi sự hy sinh của nhóm để bảo vệ đại dương, cuộc phiêu lưu của nhóm Arin đã kết thúc, nhưng tình bạn và những bài học mà họ học được sẽ mãi mãi. Nhóm quay trở về thành phố Sevaria với trái tim đầy kiêu hãnh và lòng biết ơn, mang theo những ký ức và câu chuyện kỳ diệu về những gì họ đã trải qua. Trong lòng đại dương, mọi thứ trở nên thanh bình và tràn đầy sức sống. Arin và đồng đội của cô trở thành những người bảo vệ cho hòa bình dưới đại dương, giữ cho sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối không bao giờ bị đe dọa. Cuộc phiêu lưu kết thúc, nhưng hành trình của nhóm đã tạo nên một trang mới trong sử sách vĩ đại của thế giới dưới đại dương. Các bạn hãy nhấn nút subscribe để cập nhật những câu chuyện hay từ kênh Charlotte Story nhé!